đây thấy không, có công an ở đây luôn, không biết lỗi gì hay là như nào, có công an ở đây luôn này, thấy không, không biết họ bắt lỗi gì ở đây chưa rõ, nhưng mà có công an ở đây luôn, có chốt ở đây luôn. Sáu mươi sáu nghìn không trăm tám mươi đồng đấy, công an họ chỉ mình lỗi gì đấy ra cao tốc ấy, họ bắt luôn đấy. Em chưa biết bị lỗi gì, có thể lỗi đè vạch hay là chạy quá tốc độ, nhưng mà thế này thì tốc độ thì ít mà khả năng là đè vạch gì đấy hoặc là xe hết đăng kiểm các kiểu. Xong rồi anh em ơi, hai nhân viên cây xăng mãi nói chuyện không thân thiện lắm anh em ạ. Em có hỏi là mình có chuyển khoản được luôn hay không hay là phải đợi đổ xăng, nhưng mà trả lời không thân thiện lắm. Hai chị em mỏi nói chuyện quá. Thì đây, khi mà đổ xăng xong rồi thì anh em có thể nhìn thấy. Bố không được phép mang điện thoại đâu. À ok, không được phép dùng điện thoại đâu, bố dùng điện thoại đâu, bố phải dùng chuyển khoản mà. Anh em có thể nhìn thấy đây là cái chỗ này để dừng nghỉ mà mua một số gọi là kẹo bánh hoặc là đi vệ sinh, thì anh em có thể vào đây nhá. Nhà mình có đi vệ sinh hay là kẹo bánh không? Ừ. Nếu mà không đi thì thôi, em có thể ra. Nhảy ra luôn nhá. Thế thì em sẽ ra luôn. Còn anh em mà muốn ăn uống thì vệ sinh thì vào đây. Nói chung là giá mà ở trên cao tốc này thì bao giờ nó cao hơn so với cái giá mà ở gọi là ở mọi nơi, ở những cái chỗ bình thường. Tại vì là khi mà xe vận chuyển đồ lên đây ấy, thì họ cũng phải mất phí cao tốc rồi. Nói chung là phải mất nhiều phí hơn nên là cái giá nó cao hơn cũng là bình thường thôi. Thái ơi, trên đây với mẹ là nắm. Rồi ok, anh em nhập làn thôi anh em ơi. Gương này có xe anh em ạ, phải nhường họ đi. Mình là người nhập làn thì phải nhường họ. Họ là đang đi ở làn chính, còn mình là từ làn phụ rẽ vào, mình nhường họ. Đường khá là đông anh em ơi. Em đang rửa xe để chuẩn bị về quê anh em ơi. Thì hôm nay em sẽ cho anh em full hành trình mà từ Hà Nội về quê em nhé, và đi cao tốc nhé. Thì anh em sẽ trải nghiệm xem cái hành trình như thế nào anh em nhé. Bây giờ thì em sẽ tranh thủ rửa cái xe đã cho nó sạch để về quê ăn cỗ. Về quê ăn cỗ thì xe mình sạch thì mình cũng đi nó cũng tự tin hơn anh em ạ. Giờ em đi rửa xe nhé. Để tiết kiệm chi phí thì mình phải tự rửa xe rồi anh em ạ. Anh em thì có sắm một cái máy xịt nước với cả sắm một cái bọt rửa xe anh em ạ. Nhưng mà tự rửa này thì mình sẽ tiết kiệm được. Bây giờ bọn em chạy dịch vụ này thì cũng rửa khá là nhiều. Sau khi rửa xe xong thì em sẽ kiểm tra khoang máy nữa. Mỗi một lần đi xa thì sẽ phải kiểm tra khoang máy, kiểm tra dầu, kiểm tra nước làm mát, kiểm tra nước lau kính, kiểm tra dầu phanh, kiểm tra những chi tiết ngoại quan bên ngoài, bên trong khoang máy xem có bị chuột cắn hay đứt gì không. Kiểm tra trong những cái hành trình dài mình yên tâm hơn anh em ạ. Giờ thì em sẽ xuất phát về Hà Nội thôi. À quên, về quê Vĩnh Phúc thôi. Thì hôm nay cũng... Về Hà Nội đâu? À về quê đúng không? Thì hôm nay cũng muộn rồi thì em sẽ đi gọi là đi full cao tốc để về nhá. Không, rồi đi về quê. Ok, đi về quê full cao tốc để về. Thì lộ trình của em là sẽ đi lên cao tốc ở cái chỗ đầu quốc lộ 18. À. Xong thì chạy thẳng lên cao tốc Nội Bài Lào Cai luôn. Giờ em vẫn đang ở trong thị trấn Quang Minh. Điện thoại của con đâu, Trà My đâu mẹ? Đoạn này đang trong ngõ. Dạ, đi không được, kêu dù đi đâu. Đoạn đang ở trong thị trấn. Dù kêu không được đi đâu mẹ nhờ. Vâng ạ. Bây giờ đang là mấy giờ nhỉ? 5 giờ. 5 giờ kém 15. Đang là 16 giờ 46 rồi. Thế các bạn ngủ đi, các bạn này có ngủ không? Xong rồi ăn bánh chuối. À, có bánh chuối thì ăn nhé. Yeah, hôm nay sẽ về quê nhanh để kịp bữa buổi chiều tối này. Ăn tối. Tối. Ông bà đã nấu cơm sẵn ở nhà rồi, xong thì
Không đâu, ăn bây kẹo. Bây giờ như này em sẽ để tối về, đi ăn kẹo. Về phun cao tốc. Nhưng mà mình làm ăn kẹo ngay rồi. À đúng rồi, tối, về nhà năm tối nay có sẽ có kẹo đám cưới. Còn bây giờ sẽ về nhà không, với cả ông bà để ăn cơm cùng ông bà. Từ đây về nhà, đến ơi, quê em thì nó rơi vào cỡ khoảng 60 mấy cây. Nếu mà đi cao tốc thì các cỡ khoảng 65, 67, gần 70 cây nha. Quan trọng là cái đoạn chuẩn bị lên cao tốc thôi. Còn đoạn lên cao tốc rồi thì nó rất là nhanh thôi. Lên cỗ cưới. Lên cỗ cưới. Ngày mai mới có cỗ, hôm nay chỉ có tối nay chỉ có bánh kẹo thôi nha. Cháu này cây vậy. Cháu đi học ở cây gậy vip thế. Ồ, đây có một Santa Fe đời mới nhất. Đít xe nhìn hơi giống xe tải một chút. Chưa, vừa đi không làm sao về được. Bây giờ mới bắt đầu. Bây giờ mới bắt đầu đi mà. Đường về mà để ra đường đi về quê đâu. Các bạn này đang đói nên là mua tặng bánh chuối ăn để lót dạ. Vừa đi học về nên là khá là đói. Bình thường thì các bạn ấy khi vừa đi học về thì sẽ có đồ ăn vặt kiểu vậy. Nhưng hôm nay không có đồ ăn vặt, đi về luôn thì mẹ đã chuẩn bị cho bánh chuối. Nhưng mẹ đang nhiều hơn thì phải. Mẹ ơi, đường này là đường về mà. Đúng rồi, đây đang đường về quê đây rồi. Nhưng mà đường này là về quê. Nhưng mà không phải là đường về quê, đường quê đâu. Đường này là đường ngay lúc về rồi. Đúng rồi. Mẹ học bà. Như kia chị Bông học bà rồi. Ừ, chị Bông học về quê. Chị Bông có mang đề cuối tuần rồi. Mang gì? Mang đề cuối tuần. Mang đề cuối tuần á? Không à? Thôi nhờ ai chụp xong thì làm được không? Hay là phải in ra chứ? In ra chứ. Ôi sao? Ôi, này đây có đám cưới này. Cũng làm đám cưới quá. Nhưng mà không ăn đâu. Ừ, nhưng không ăn đâu. Ừ. Cưới như người ta nhà mình đâu mình ăn. Chỗ này đám cưới. À, chắc là nhà này xong thì tổ chức xin người đấy nữa. Một nhà mà ăn nhiều người đấy. Ờ, kiểu vậy. Hà Nội về Vĩnh Phúc đúng rồi. Quê mình ở Vĩnh Phúc nha. Lụ sinh ra Vĩnh Phúc nhờ. Họ sinh ra Hà Nội. Vĩnh Phúc mà. Chuẩn bị ra đến đường cao tốc rồi. Bây giờ em sẽ đây chỗ này là vẫn là đoạn khu công nghiệp. Em đi hơi vòng vèo. Tại vì là bây giờ buổi chiều nói chợ ấy. Nên là em đang đi học vèo. Các bạn này mới lên xe nên đang còn nói khá là nhiều. Nhưng mà tí nữa chỉ khoảng 15-20 phút nữa thôi. Thì anh em sẽ thấy một cảm giác là thật là yên tĩnh. Các bạn ấy ngủ hết. Các bạn lên xe là ngủ hết. Ôi dồi ôi, buồn ngủ. À buồn ngủ, à buồn nói. Chỉ, tí nữa thôi là ngủ hết mà. Nên là chỉ được lúc đầu. Lúc đầu thì khá là rôm rả. Nhưng mà lúc sau thì lại ngủ hết. Con ngồi hả à, chúng đi lưu dựa vào hai chị em. Em dự kiến về đến nhà thì rơi vào cỡ khoảng 1 tiếng 15 phút. Đấy là dự kiến. Thì chắc là cỡ khoảng 6 giờ là về đến nhà. Đấy là dự kiến. Còn thực tế thì nó phải theo thực tế tình trạng giao thông như thế này. Chứ không... Đường đi là tầm 6 giờ về đó. Ủa đường gì chắc? Không chắc chắn được. Đường gì chắc rồi. À đường tắc rồi á? Không tắc đường đâu. Chắc đường. Rồi em cũng ra này khu đô thị Long Việt. Em ra đây là bắt đầu ra đến cái đoạn đường chuẩn bị ra đến cái đường xe đèn đỏ cao tốc Bắc Thăng Long Nội Bài. Vĩnh Phúc đúng rồi, đúng rồi, Vĩnh Phúc, quê mình Vĩnh Phúc nha. Khá là rôm rả anh em. Có ngồi dựa lưng vào kia đi không, tí để phê mất.
buổi chiều nên là chỗ này khá là đông xe. Thế con phải ngồi dựa lưng cho chị Bông đi. Đèn xanh đèn đỏ cũng khá là lâu rồi, nghe bạn nhìn thấy có thể đến cỡ khoảng 90 giây. Khá là lâu. Một bạn đã chuẩn bị ngủ rồi anh em ạ. Cá buồm. Đèn đỏ. Đèn đỏ đúng mà. Vâng. Nhưng mà để trên xe đúng là đèn đỏ mà. Ồ, có một cái xe vượt vượt đèn đỏ rồi anh em ạ. Chắc chờ lâu quá hay sao vượt đèn đỏ luôn. Quá là khủng khiếp anh em. Đâu phải vượt đâu bố. Có một cái xe vượt rồi. Có một cái xe kiểu Mercedes-Benz thì phải. Có một cái xe vượt đó bố. Vừa nãy có một cái xe vượt đèn đỏ rồi. Bây giờ thì em sẽ rẽ trái nhá. Rẽ trái để... Màu vàng kia. À quên mất phải kiểm tra cái... Cái kia là đúng cái thẻ ETC xem còn đấy không? Bông ơi, còn em tiền không? Em bị xíu như con. Em ngủ. Ồ, 230 mấy nghìn ạ. Còn tiền anh em ạ. Rồi, giờ em sẽ rẽ trái. Có mấy xe container rồi, đi sẽ khá là chậm. Có 29 giây để lên. Cho xe container rẽ trước đi anh em ơi. Vì họ điểm mù khá là nhiều. Bây giờ mình mà rẽ vào sườn này là họ sẽ quyệt mình đó. Nên là phải cho họ rẽ trước đi. Buổi chiều đường khá là đông anh em ơi. Đây là đường đoạn bắt đầu lên đường Bắc Thăng Nội Bài này. Ở đây thì có cái biển hết giới hạn tốc độ 50. Rồi lên đây anh em có thể đạt tốc độ 90 nhé. Đẩy tốc độ lên cỡ khoảng 80 cây một giờ. Con ngồi xuống đi nhá. Qua đoạn này sẽ qua đoạn chỗ đoạn trạm thu phí này. Đi đâu một chút à, đường nó sốc con ạ. À. Con ngồi xuống đi. Không phải em ngồi dưới lưng mà đi, không ngồi thế là bố đi nhanh là sẽ bị ngã đấy. Con ngồi thế, thử thế đi để bố đi nhanh để về. Bây giờ anh em muốn lên cao tốc Nội Bài Lào Cai nhá. Thì em qua cái trạm thu phí này. Anh em qua trạm thu phí này anh em sẽ phải luôn nhé. Sẽ phải lên đường hướng lên đường quốc lộ 18 ấy. Xong thì anh em sẽ tránh được hai cái đèn xanh đèn đỏ. Trạm thu phí này sẽ gây mất 9.000 anh em ạ. Đây em sẽ rẽ lên đây luôn này. Anh em để ý này, cấm xe đạp và xe gắn máy này. Còn xe máy thì vẫn được lên bình thường. Đây em sẽ rẽ lên đây nhé. Và đây là chuẩn bị vào đường quốc lộ 18 anh em ạ, đi Bắc Ninh. Còn anh em mà đi cao tốc Nội Bài Lào Cai thì anh em sẽ đi qua cầu nhé, qua cầu vượt. Anh em để ý xi nhan nhé, xi nhan nó đá gương, nhìn gương. Đây anh em nhìn thấy biển hướng dẫn này, nó hơi lằng nhằng, phải đi vào kinh nghiệm. Đây đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thì rẽ bên tay trái, còn Bắc Ninh thì rẽ bên tay phải. Thì em sẽ lên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nhà là sẽ rẽ trái. Thì anh em rẽ ở qua cái trạm này anh em rẽ phải luôn thì sẽ tránh được hai cái đèn đỏ nhé. Một cái đèn đỏ ngã tư Nội Bài, một cái đèn đỏ chỗ lên cao tốc. Ra cái chỗ lên cao tốc thì mình vẫn được rẽ thôi, nhưng mà nói chung là đèn đỏ đấy nó sẽ ùn khá là dài, nhất là buổi chiều này nữa. Đang xuống dốc con ơi. Đi về. Anh em nhìn thấy mặt trời đang lặn xuống núi rồi. Đây không có núi anh em ạ. Mặt trời đang lặn thôi. Bắt đầu chuẩn bị trời tối rồi. Mẹ ơi bông. Sao mẹ bảo chị Bông hát vớ vẩn à? Chị Bông hát vớ vẩn thôi. Đây anh em để ý chỗ này hãy dễ bị đi ngược chiều lắm anh em. Tối tối là không để ý dễ bị đi ngược chiều lắm. Kết thúc đường 18 thì sẽ nối thẳng với cả cao tốc Nội Bài Lào Cai luôn. Thì đi như vậy thì anh em sẽ di chuyển nó nhanh hơn khá là nhiều đấy. À chị Bông hát vớ vẩn à? Đấy, anh em này biển tốc độ
lộ 60 này. Đi tốc độ 60 này anh em nhá. Đường hầm thôi nhưng mà vẫn phải bật đèn. Mặc dù anh em nhìn thấy không thì chưa biết, nhưng mà không bật đèn là sẽ bị tóm đấy. Xe em thì nó là đèn tự động nên là em phải bật nữa. Này em ở đây có thể đẩy tốc độ lên 100 cây một giờ. Và đầu cao tốc này khá là thoáng nhưng mà chiều ngược lại anh em mình thấy khá là đông, chiều ngược lại thì đông nhưng mà chiều anh em mình về thì đang khá là thoáng. Em sẽ bật ga tự động lên và đặt mức 100 cây. Có một xe kéo nhau anh em ơi, đang kéo nhau này. Cái xe khách bị kiểu bị hỏng. Anh em nhìn thấy xe kéo nhau chưa? Đấy, nhìn xe kéo nhau, họ có cái biển này, xe kéo nhau, anh em thấy không? Kéo hai xe luôn anh em ạ, chắc là sẽ va chạm. Nên đi đường anh em cố gắng tập trung vào. Trên cao tốc Nội Bài Lào Cai thì khá là nhiều xe khách dừng trả khách với cả bắt khách giữa đường nên anh em cũng phải để ý. Đoạn này bắt đầu đông rồi anh em ơi, vừa mới vào thì không đông nhưng mà đoạn này bắt đầu đông rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, xe kéo nhau. Con gái đang bảo xe kéo nhau. Tốc mà chỉ đi 60 anh em ạ. Đường nó hơi đông. Biển 82 là từ từ anh. 82 không biết là trong gì đấy. Không biết ở đâu. Khá xe khá là đông. Không biết là lỗi con xe nào mà tự nhiên nó ùn thế này. Thì xe đi chậm thì nên đi ở làn bên phải. Thì sẽ làn bên trái để cho xe vượt. Con ASEAN anh em ạ. Đường của con ASEAN họ đi khá là chậm, bám làn ngoài nên là không vượt được. Con Cerato anh em ơi, Cerato màu đỏ. Đấy, con Cerato biển 88. Biển Phúc luôn anh em ơi. Đi có tốc độ có khoảng 70 cây mà đi ở ngoài đây xe này. Làm nó ùn nó một đoạn khá là dài. Anh em mà đi chậm thì đi vào làn trong nhá. Ok. Tốc độ làn 100 rồi anh em ạ. Xe vừa rồi xe Kia Morning thì anh em thấy sang đường không cần xin nhan gì cả, không cần xin đường xin nhan gì, chuyển làn thì anh em vẫn phải xin nhan nhé, không xin
xi nhan là phạt mất khoảng 300 nghìn. 300 một lần đấy anh em thấy không? Họ sang họ cứ tự sang luôn, chả cần xi nhan hay là xin đường gì. Ồ, giá tốc độ rồi anh em ạ, chuẩn bị đến trạm thu phí. Giá tốc độ 80 này anh em ạ. Sau biển 80 sẽ là biển 60 và đến trạm thu phí. Anh em để tốc độ nhá, công an họ làm khá là nhiều ở đây đấy. Để tốc độ, chuẩn tốc độ vào. Tốc độ ở đây là chỉ cần dễ là khi mà anh em qua trạm phí này cái là anh em sẽ bị gọi ngay, nên là anh em phải tuân thủ tốc độ mọi chỗ, không phải nguyên chỗ này anh em nhé. Tốc này con xe của em cái tiếng lốp vọng vào khoang
gió rít, còn tiếng động cơ thì gần như là không nghe tiếng, nhưng mà cái tiếng lốp thì vọng vào khá là nhiều, cho nó bị ồn trên lốp. Đây, xe 17 cũng sang bên làn trái rồi nhưng mà vượt khá là chậm. Anh em mà để ý vượt xe container hay là vượt những cái xe khác thế thôi, anh em vượt dứt khoát đi, đừng đi song song với những cái con xe container này, họ điểm mù khá là nhiều, cái độ an toàn của những cái xe container này khá là thấp. Khi mà chở hàng nặng, anh em có thể con xe container phanh nó đến khoảng 30-50 mét nhưng chưa dừng được ấy, khi đến cả 100 mét, khi mà chạy tốc độ 100 cây/giờ này, nó có khi là 100 mét họ mới dừng lại hẳn được, thì là rất là nguy hiểm, anh em nên tránh. Tam Đảo này, khi đi Tam Đảo đánh gôn các kiểu thì em sẽ đi ra nút giao này nhé. Em thì đi ra nút giao Văn Quán IC6, 25 cây nữa, 25 cây thì đi mất khoảng 25 phút. Nhưng mà với cái tình trạng đường như thế này thì em sợ phải mất 30 phút, khi 30 phút còn chưa được. Đây, xe khá là đông, tốc độ mình thường xuyên là bị giảm xuống còn khoảng 60-70, không duy trì được tốc độ 100 anh em ạ. Anh em để ý cái biển lối ra 80 này, nó dành cho lối ra nhé, nên là anh em chạy trên đường chính này thì vẫn chạy 100 bình thường, không vấn đề gì cả. Nút giao Bình Xuyên thì em sẽ lên đoạn này. Em thấy có một cái điều khá là hay, đấy là nút giao Bình Xuyên thì là IC số 3, nhưng mà IC số 2 với cả IC số 1 thì em lại không thấy ở đâu cả. Em chưa hình dung ra được là cái IC số 2 và số 1 nó ở đâu. Chắc là IC lối ra đầu tiên là IC 1, C2 ở đâu thì em không rõ lắm. Khi đi trên cao tốc nó khá là hợp lý và nó giúp ích được cho người lái xe khá là nhiều. Như em này mà trên đường cao tốc này dùng khá là nhiều, mình vừa không bị quá tốc độ này, thứ hai nữa là mình nếu phải dùng cái chân ga nhiều, nếu mỏi chân anh em ạ, chân mình được nghỉ ngơi mà mình không có lúc nào phải nhìn vào màn hình. Nếu mình không có cái ga tự động lúc nào mình phải nhìn vào màn hình xem nó quá tốc độ hay không, tại vì là từ lên 100 lên khoảng 106, 107 đấy, nhưng đoạn dốc thì xuống dốc rất dễ lên, nó rất dễ quá luôn. Nên là có những cái công nghệ mà hỗ trợ lái xe thì tự nhiên người lái xe nó cũng nhàn đi khá là nhiều. Anh em mà mua xe có nhiều càng nhiều công nghệ càng tốt. Như ngày xưa những hãng xe Nhật như ở Toyota thì rất là bảo thủ, xe thì không trang bị gì cả, gần như là không trang bị gì, xe cởi chuồng anh em ạ. Mà sau khi có xe của Hàn Quốc, của Hyundai, Kia vào thì họ là trang bị rất là nhiều, trang bị ngập tràn luôn. Nên là những cái xe, hãng xe của Nhật Bản đã phải thay đổi. Như những con Toyota Vios, anh em mới thấy bây giờ nó cũng trang bị khá là nhiều. Như ngày xưa những con xe mà khoảng đời 2016 trở về trước thì
nãy mà cứ đi sang bên nào là không cần xi nhan. Không biết bây giờ sang có xi nhan hay không. Thực sự mà anh em phải nên tạo thói quen nhé. Cứ sang đường, sang làn là phải xi nhan. Vừa an toàn cho mình và vừa an toàn cho người tham gia giao thông. Tại vì bây giờ mà mình cứ sang mà mình chả xi nhan đấy, thấy không? Là chuẩn bị xi nhan sang đường này. Không cần xi nhan luôn. Đấy. Thế là sang luôn. Khá là hay. Không hiểu là con gái lái hay là con trai là lái nhá. Nếu mà con gái lái thì ít trách. Con trai mà lái thì trách khá là nhiều. Sang đường không biết xi nhan một tí nào luôn. Từ lúc em gặp con xe đấy không biết xi nhan một tí nào luôn. Mà họ đi khá là nhanh. Thì em thì cũng đi gọi là tốc độ gần như là bảo gần như là được đi tối đa đoạn nào là đi tối đa đoạn đấy. Khu dân cư, tại vì giải tỏa mặt bằng nó sẽ dễ hơn và nó rẻ hơn. Là như xe Ford Cut hay là gì, Ford EcoPort này. Xe này bị hỏng luôn cái đèn rồi. Đi khá là chậm, đi tốc độ khoảng 80 mà bám làn ngoài. Đây rồi anh em ơi, anh em để ý như cái chặng dừng nghỉ này, còn một cây nữa này. Đấy, em sẽ vào chặng dừng nghỉ đổ xăng nhá. Thấy không? Khi mà chuẩn bị cái chặng dừng nghỉ. Khi mà anh em mà trên cao tốc, anh em muốn đi vệ sinh hoặc là đi ăn uống, đổ xăng thì anh em vào trạm dừng nghỉ nhá. Chứ không được dừng trên cao tốc để đi vệ sinh đâu. Ok, thì em sẽ vào đây để đổ xăng đó. Bao nhiêu xăng em sẽ đổ khoảng 500. Gọi là đổ nửa bình. Xi nhan vào. Trạm dừng nghỉ này là cũng không biết là IC số mấy, em không rõ lắm. Khá là nhiều xe vào luôn anh em ạ. Khá là nhiều xe vào đi đổ xăng để ăn uống vệ sinh. Tại vì sao em thích vào cái trạm dừng nghỉ này? Tại vì trạm dừng nghỉ này có cây xăng của Petrolimex. Còn những trạm dừng nghỉ khác thì nó là cây xăng của hãng khác. Thì cũng em cũng giải thích nhiều lần rồi tại sao lại đổ Petrolimex rồi. Thì nó em cũng chia sẻ rồi. Petrolimex thì sẽ an toàn hơn. Chúng ta sáng mai em về. Ủa, không đổ được, bên này không đổ được. Thì sao nhỉ? À đây, cái thanh niên mà vừa nãy đi Kia Morning đây anh em ơi. Không biết xi nhan đây anh em ạ. Nhìn là con trai anh em ạ, không phải con gái. Mà đi sang làn đường không biết xi nhan một tí nào luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy rồi nhé. Không biết xi nhan một tí nào luôn, em đến chịu. Đi sang đến đâu. Em xuống đổ xăng đã nhá. Tiến một đoạn anh em ạ. Chứ đứng dưới này không đổ được. Đợi cái xe mà không xi nhan này đi đi á. Rồi, đổ đã nhá. À, đổ xong rồi anh em ơi. Hai nhân viên cây xăng mãi nói chuyện không thân thiện lắm anh em ạ. Em có hỏi là mình có chuyển khoản được luôn hay không hay là phải đợi đổ xăng. Nhưng mà trả lời không thân thiện lắm. Hai chị mỏi nói chuyện quá. Thì đây, khi mà đổ xăng xong rồi thì anh em có thể nhìn. Ôi, bố không được phép dùng điện thoại đâu. À ok, không được phép dùng điện thoại đâu, bố dùng điện thoại đâu, bố phải dùng chuyển khoản mà. Anh em có thể nhìn thấy đây là cái chỗ này để dừng nghỉ mà mua một số
là kẹo bánh hoặc là đi vệ sinh thì anh em có thể vào đây nhá. Nhà mình có đi vệ sinh hay là kẹo bánh không? Ừ. Nếu mà không đi thì thôi, em có thể ra. Thì ra luôn nhá. Thế thì em sẽ ra luôn. Còn anh em mà muốn ăn uống thì vệ sinh thì vào đây. Nói chung là giá mà ở trên cao tốc này thì bao giờ nó cao hơn so với cái giá mà ở gọi là ở mọi nơi, ở những cái chỗ bình thường. Tại vì là khi mà xe vận chuyển đồ lên đây ấy, thì họ cũng phải mất phí cao tốc rồi. Nói chung là phải mất nhiều phí hơn nên là thì giá nó cao hơn cũng là bình thường thôi. Thái ơi, trên đây với mẹ là nằm. Rồi ok, anh em nhập làn thôi anh em ơi. Nhìn gương này, có xe anh em ạ, phải nhường họ đi. Mình là người nhập làn thì phải nhường họ. Họ là đang đi ở làn ở làn chính, còn mình là từ làn phụ rẽ vào, phải nhường họ. Ồ, đường khá là đông anh em ơi. Đông xe. Cho họ vượt hết đi anh em ơi. Mình không được vượt. Rồi, xin nhan đây. Đấy, tốc độ lên thôi. Tuần nên là khá đông xe về, trên đường khá tấp nập, nghe lại dừng lại bất cứ khoảng 10 phút để đổ xăng nữa, sẽ bị chậm hơn so với dự kiến. Em sẽ xuống IC số 6 à? Em chạy IC mấy đây? 6 đấy mà, nhưng mà xuống ngã Dây Văn Quán anh em ạ. Làn bên trái thì mình bắt buộc phải vượt bên phải thôi. Mà vượt bên phải thì lại là vi phạm luật giao thông anh em ạ. Nhiều khi mình phải đành phải vượt. Cao tốc Nội Bài Lào Cai này thì chỉ được giới hạn tốc độ 100 cây thôi. Không như cao tốc ở Hà Nội Hải Phòng 120 hay là cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cũng được 120. Nhưng mà cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đường nó khá là nhỏ và tốc độ khá là cao với đoạn Cầu Rẽ Ninh Bình, khá nguy hiểm. Rồi đang duy trì ở tốc độ 100 cây anh em ơi. Khi mà anh em đi 100 cây ngồi trong cái xe ô tô và đi 100 cây mà đi với xe máy nó khác biệt nhau rất là nhiều. Anh em mà đi khoảng 100 cây một giờ đi xe máy thì tự nhiên gọi là gió nó tạt vào mặt, nước mắt nước mũi là gần như là trào ra anh em ạ. Nhưng mà khi đi ô tô anh em đi 100 cây thì cảm giác nó vẫn bình thường, không không cảm nhận được bên ngoài nhiều lắm, là không bị ảnh hưởng bên ngoài, không ảnh hưởng thời tiết hay là không ảnh hưởng môi trường. Là tối rồi đấy. Anh em thấy cái tính năng, em vừa nhìn nghe thấy cái động cơ của em nó gào lên không? Tại sao nó lại gào lên? Là vì cái đoạn này lên dốc thì em đang để ga tự động mà, cái động cơ nó sẽ phải tự bù ga vào để nó bù vào cái tốc độ bị hụt đi. Khi lên dốc thì tốc độ nó sẽ giảm nên là nó sẽ bù ga vào để bù lại cái tốc độ. Xin nhan là sang đường. Xin nhan em để cái gương nữa nhá. Bám lại bên trái này khá là khó chịu nhỉ. Anh em lại thấy vượt phải. Mùa này thì quê em bắt đầu có sương mù rồi.
chiều tối xuống là sương mù nó bắt đầu có rồi, sáng sớm nữa. Không đắt hơn đâu anh em ơi. Giá xăng dầu thì vẫn vậy. Xăng dầu trên cao tốc hay là ở dưới thì đều một giá. Không bị ảnh hưởng cao tốc. Đấy, như cái xe tải phía trước này đi chậm nhưng mà bám làn ngoài thì tự nhiên những cái xe muốn vượt họ lại phải vượt phải. Xe tải đang đi với tốc độ khoảng 80 cây một giờ. Đi tốc 90 mà nó vượt qua từ xe tải thì khá là đơn giản. Bác tài đấy, nếu mà xem được video này thì nên xem lại cách đi lái xe của mình và nên xem lại văn hóa lái xe. Đi chậm, đường thoáng thì nên bám làn trong, trừ khi trường hợp mà đường nó bị đông đúc quá bắt buộc phải đi làn ngoài. Đi đường nó thoáng một mình hai làn đường thì nên đi đường nên đi làn bên phải. Đèn xe của em nó đèn tự động nhưng mà cái đèn gầm ấy, nó không tự động anh em ạ. Đèn gầm thì anh em phải tự bật nhé. Đèn gầm là đèn của em là bóng halogen màu vàng, đèn phá xương. Là mấy giờ rồi? Ồ, 17:29 rồi. Là đi được 45 phút rồi đấy. Từ lúc mà di chuyển là được 45 phút rồi nhưng mà còn phải đổ xăng mất 10 phút. Anh em nhìn thấy xe đâu vượt không? Vượt để cho họ vượt đi. Vượt ngay anh em ạ. Đó là bực mình. Nhưng họ vượt ngay đi còn được. Họ vượt chậm quá. Cái xe tải muốn vượt thì khá là khó. Đấy như cái xe bán tải này họ đi chậm, họ đi vào làn trong này. Rất là văn minh. Mặc dù là họ là xe bán tải đấy đi tốc độ khá là cao nhưng mà khi họ đang muốn đi chậm thì họ lại đi vào làn trong. Cho những xe vượt là bên ngoài. Anh em để ý nút Văn Quán này, còn 4 cây nữa thôi. Khá là nhanh thôi, 4 cây thì mất khoảng 4 phút nữa là em sẽ đến nút ra Văn Quán. Và em sẽ xuống đấy nhá. Anh em vẫn phải để ý tốc độ nhá. Cái camera anh em nhìn thấy camera nó họ thò ra đường này không? Camera đấy có thể bắn được hết tốc độ anh em ạ. Vừa đi gọi là đi trên đường cao tốc vừa là có thể bắn được tốc độ đấy. Đây thì đường bắt đầu em thấy thoáng hơn rồi, không như ở đoạn đầu nữa, đoạn đầu thì đâu. Không biết trời tối như thế này rồi thì anh em có nhìn thấy ngoài đường hay không? Anh em thì vẫn nhìn thấy bình thường nhưng mà sự thiếu.
thiếu sáng ấy thì anh em nhìn qua màn hình nó sẽ không được nét nữa. Thì từ nút Giao Văn Quán về đến nhà em thì nó cũng phải rơi vào cỡ khoảng 15-16 cây ấy, có thể hơn khoảng 20 cây ấy anh em ạ. Chắc là cỡ khoảng 15 cây. Đấy, nút Giao Văn Quán IC số 6 còn 2 km nữa. Biển nó nhắc lại khá là nhiều, anh em đi cao tốc phải để ý lối ra nhá. Nếu mà đi quá lối ra là anh em là phải đi thêm một lối ra tiếp theo. Chứ anh em không được lùi trên cao tốc này đâu nhá. Không được lùi, không được đi ngược chiều trên cao tốc này đâu. Anh em nhớ ký cái điều đấy nhá. Đó, bật xe tải thôi. Ô, cái xe biển 22 này vừa nãy em nhìn thấy rồi sao nhỉ? Xe bán tải Ford Ranger biển 22. Còn một cây nữa. Đây em sẽ ra qua cái cầu vượt này. Để anh em để ý cầu vượt này, qua cầu vượt là rẽ luôn này. Cua gấp như này em chỉ đi khoảng 40 thôi, chứ đi tốc độ 60 cua thì người trong xe sẽ khá bị văng. Ô tô thì nó vẫn an toàn thôi, không như xe máy anh em mà cua này khoảng 40-50 thì anh em ngã luôn. Nhưng mà xe ô tô mà đi khoảng 40-50-60 thì vẫn đi được, nhưng mà người trong xe nó hơi bị văng một chút. Ồ, xe này bị lỗi ở đây rồi. Thì cái phí cao tốc từ nhà em hoặc là từ chỗ em làm việc đến về quê là hết khoảng 66.000. Với cả hôm nay em đi đường Bắc Thông Nội Bài nó hết khoảng 9.000 nữa, là hết được cỡ khoảng 75.000 anh em ạ. 75.000 cho một lần về quê. Đấy là tiền vé cao tốc. Cái xe trước anh em để ý chưa bật đèn này. Vì sao em biết chưa bật đèn? Vì đèn nó không sáng. Đèn khi bật đèn thì đèn hậu, đèn sau này cũng sẽ sáng, nhưng họ chưa bật đèn. 17:33. Mùa này là mùa hè nên là vẫn chưa bị phạt. Chứ mà mùa đông thì anh em sẽ bật đèn sớm hơn. Nó cũng tùy vào điều kiện thời tiết nhưng mà cũng có giờ cụ thể. Hình như là mùa đông là 18 giờ là anh em phải bật. Còn mùa hè là có thể đến 18:30 thì anh em phải bật. Ồ, anh em thấy không? Có cả công an ở đây luôn. Không biết lỗi gì hay là như nào, có công an ở đây luôn này. Thấy không? Không biết họ bắt lỗi gì ở đây, chưa rõ. Nhưng mà có công an ở đây luôn, có chốt ở đây luôn. $66,080. Đấy, công an họ thì mình lỗi gì đấy, ra cao tốc ấy họ bắt luôn đấy. Em chưa biết bị lỗi gì, có thể lỗi đè vạch hay là chạy quá tốc độ. Nhưng mà chỗ này thì tốc độ thì ít, mà khả năng là đè vạch gì đấy, hoặc là xe hết đăng kiểm các kiểu. Anh em đi xe thì để ý những cái lỗi, tránh bị mất tiền, nó bị phí ra. Em sẽ rẽ phải nha, khi mà ra khỏi cao tốc em sẽ rẽ phải. Em sẽ rẽ về hướng thị trấn Tam Sơn của huyện Sông Lô. Trời bắt đầu tối hết rồi nhưng mà xe phía trước vẫn chưa bật đèn. Xe này ở biển 88, có logo của Auto Fun luôn. Một trong những cái hội nhóm khá là sôi nổi trên mạng xã hội Facebook. Auto Fun, một trong những hội nhóm của các bác tài lái xe ô tô. Nhưng mà em từ ngày trước em chưa có ô tô, em đã vào hội nhóm đấy rồi. Và diễn đàn Auto Fun cũng có một cái trang diễn đàn cũng khá là nổi tiếng từ ngày xưa, khi mà mạng xã hội Facebook còn chưa
còn như là chưa nổi ở Việt Nam. Thì cái diễn đàn ô tô fan đấy đã khá là nhiều các bác lên để hỏi các vấn đề về xe cộ, kinh nghiệm chia sẻ nữa, khá là nhiều. Đây em sẽ rẽ ở đây, chứ chạy thẳng này là anh em sẽ chạy thẳng về thị trấn Lập Thạch nhá. Còn đây này, trung tâm Sông Lô thì em rẽ trái này, em sẽ rẽ trái ở đây về trung tâm huyện Sông Lô thôi, trung tâm huyện Sông Lô thị trấn Tam Sơn. Còn đi thẳng là sẽ chạy thẳng về thị trấn Lập Thạch của huyện Lập Thạch. Bây giờ ở đây đường này họ làm cái gờ giảm tốc này, gần như là gờ giảm tốc cả một đoạn đường luôn. Nghe tiếng khá khó chịu anh em ạ. Đấy em nghe tiếng phịch 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 đấy. Xe ô tô vượt đoạn này là bị bắt nhá. Nếu mà lên kia mà có công an là xe I10 kia bị tóm nhá anh em thấy. Nó là nét liền, không thể vượt được anh em ạ. Đây dù cái xe biển đi trước này đi khá là chậm vì xe họ chở nặng, nhưng mà nó là nét liền thì mình không thể vượt được, không được vượt anh em ạ. Tại vì đến đoạn ngã tư rồi mà vượt nó có công an họ đằng phía đằng trước kia là bị bắt thôi. Và hai nữa là vượt ở những đoạn này thì gây nguy hiểm, nên anh em không được vượt nhé. Mọi người trên xe thì đang chìm vào giấc ngủ hết rồi. Đi có xe ô tô này cũng về thì các con cũng cái sức khỏe nó cũng được đảm bảo. Ngày trước thì em đi xe máy thì ngày trước thì mình có một bạn thôi, nhưng mà khi mà về quê mỗi dịp lễ Tết ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 hay là ngày lễ ngày Tết thì thực sự là ngồi một con xe phải nói là full tải. Em hay trêu hai vợ chồng hay nói chuyện với nhau đấy là người vận chuyển, chở cả người cả đồ một xe, phải nói là em phải buộc thêm một cái gông ra đằng sau nữa để chở nhiều đồ hơn. Thế người rồi lại còn xe, người rồi lại còn đồ, nên là một cái xe nó nhìn nó khá là hài hước. Và về xong thì con ngủ ấy, mình phải bế nữa, khá là vất vả luôn. Mà từ ngày có xe ô tô này thì khi mình đi nó đi lại nó cũng thoải mái, đi lại đây như con vẫn ngủ được giấc. Rồi anh em, đoạn này không có nét liền nữa thì anh em vượt thôi. Đoạn kia nét liền thì không được vượt. Đoạn này nét liền hết rồi, nét đứt rồi thì anh em vượt thôi. Đấy, những cái rất là nhỏ khi mà tham gia giao thông, nhưng mà anh em phải để ý. Chỗ này lắm gờ giảm tốc quá. Trung tâm thị trấn Sông Lô bây giờ họ làm rất nhiều gờ giảm tốc ở những cái đèn xe đèn đỏ này. Nghe khá là khó chịu, nhưng mà an toàn. Khó chịu một tí nhưng mà an toàn cũng được. Những cái còi ở Việt Nam này, anh em đi các nước, nhờ đi nước Nhật về cứ bảo là Nhật không bóp còi, nó không có tiếng còi, nhưng mà nó cũng đánh đổ cho anh em ạ. Em thấy ở Việt Nam bóp còi rất là nhiều, nhưng mà đánh đổ lại một cái nó hơi khó chịu một tí, hơi khó chịu về cái việc bóp còi một tí, nhưng mà lại an toàn anh em ạ. Đây, đi khu công nghiệp Sông Lô thì anh em sẽ đi thẳng nhá. Hoặc là gần như check về bên tay trái một chút. Còn em đi về nhà em thì em sẽ rẽ phải. Em rẽ bên này. Vẫn phải xi nhan nhá. Chẳng biết đường nào đường thẳng. Nhưng mà anh em đi sang bên này rẽ bên xi nhan bên trái, đi sang bên này rẽ xi nhan bên phải cho em. Lắm gờ giảm tốc quá. Khá là khó chịu ở đây, dài ghê anh em nhìn thấy không, gờ giảm tốc nó dài. Ui giời, cả một đoạn đường cứ khoảng 200m anh em ạ. Cái tiếng còi nghe nó khá là khó chịu, nhưng mà đánh đổi lại cái khó chịu đấy thì mình sẽ an toàn hơn. Em chấp nhận, gọi là cũng chấp nhận là nghe còi nó khó chịu một tí nhưng mà nó an toàn thì mọi người biết đấy. Như xe máy hai xe đi song song với nhau, dàn hàng ngang, thực sự em muốn gọi là đánh đổi mà nó nghe nó khó chịu một tí nhưng mà nó an toàn, còn hơn là không có tiếng còi mà lại không an toàn. Vì cái tiếng còi nếu mà giảm được một vụ hai vụ va chạm giao thông thì em thấy nó cũng hay, chẳng vấn đề gì cả. Trời bắt đầu tối rồi anh em ạ, 17:40. Thế là đi khoảng được cỡ
55 phút rồi. Thì khả năng là vẫn đúng cái thời gian dự kiến là khoảng về đến nhà là hết khoảng 1 tiếng 15 phút. Ồ, xe này đang phanh. Rồi, vượt thôi anh em ơi. Có xe máy phía trước. Hơi khó vượt. Rồi, may quá, họ nhường rồi. Vượt thôi. Xin nhan vào luôn anh em ạ. Có xe phía trước đối đầu. Sông Lô ở quê em thì nó còn khá là nghèo. Bây giờ đang có hai khu công nghiệp Sông Lô 1 và Sông Lô 2 họ đang làm. Nhưng mà tương lai không biết có công ty nào về hay không thì không biết. Nhưng mà phải hy vọng có công ty. Thì khi mà công ty về thì nó sẽ bị ô nhiễm hơn, nhưng mà đánh đổi. Em chấp nhận đánh đổi là nó ô nhiễm hơn một chút, nhưng mà phát triển kinh tế. Trong lành nhưng mà kinh tế nó lại nghèo khó quá thì cũng không hay lắm. Anh em để ý. Đấy, đèn đỏ rồi anh em ơi. Dừng đèn đỏ thôi. Ở quê thì vào đây anh em nhìn thấy những cái bên đường này họ phơi nông sản khá là nhiều. Đến vụ lúa thì phơi lúa, phơi sắn. Như vừa rồi anh em đi qua đấy có mấy người phơi đấy. Phơi lúa, phơi sắn khá là nhiều. Có những cái đường mà nhỏ ấy, thì họ phơi ra giữa đường thôi. Cũng khá là nguy hiểm. Với cả mất an toàn giao thông. Nhưng mà ở quê thì cũng hiểu không có chỗ nào phơi ấy. Đành phơi. Có những người phơi ra lúa, phơi sắn ra ngoài đường. Họ còn để hẳn cái cục gạch hay là để khúc gỗ để chắn cho ô tô không đi vào. Như những xe máy mà họ không để ý, họ đâm vào đấy là xảy ra va chạm là họ tai nạn luôn. Vượt về đến nhà quê em rồi. Thì nhà em thì nó nằm trên một con đê. Đê Sông Lô anh em ạ. Phía ngoài là sông, phía trong thì rất là nhiều đồi. Chú em thì đồi vùng đồi núi mà. Quê em này là biển 88 nhé, biển Hai Củ Lạc. Đây anh em để ý, như xe phía trước này cũng có biển 88 này, 49304. Đường ở quê em thì cũng khá là nhỏ, như đoạn này thì còn gọi là to một chút. Thì nó lên đê em thì chỉ gọi là hai cái xe ô tô bình thường tránh được thôi, còn như hai ô tô tải tránh thì phải chọn chỗ, không tránh thì là rơi xuống đê. Trời tối om này nhỉ. Bây giờ cũng tối sớm rồi, cũng như mùa hè nữa, bây giờ cũng bước sang gần mùa đông rồi đấy. Nên là trời nó tối cũng khá là nhanh. Như mùa hè thì giờ này gọi là 6 giờ này trời vẫn sáng. Bây giờ chưa 6 giờ mà trời vẫn sáng. Đây, khu công nghiệp Sông Lô, Sông Lô 2, Sông Lô 1 chỉ đây. Họ cũng đang làm thôi. Hy vọng là nay mai có nhiều công ty về để cho quê hương nó em nó được phát triển, đổi mới, không nghèo khổ quá rồi anh em ạ. Khá là nhiều đèn xanh đèn đỏ anh em ạ. Tại vì gần thì về đến thị trấn Tam Sơn của quê em. Đây, như đây đi bên rẽ trái đi Phà Then này, rẽ phải đi thị trung tâm huyện Lập Thạch, còn đi thẳng sẽ là trung tâm huyện Sông Lô. Phà Then này đi bên tay trái này, Phà Then thì nối liền Sông Lô với cả Phú Thọ. Qua bên kia là phường Dữ Lâu của thành phố Việt Trì. Từ chỗ em mà đi sang Việt Trì thì nó gần hơn đi đến thành phố Vĩnh Yên. Bây giờ họ làm cái cầu Việt Trì, cầu Sông Lô à? Hay là cầu Vĩnh Phú gì nhỉ? Em không nhớ tên cầu Vĩnh Phú đấy bà.
Đức Bác ấy, họ bây giờ từ sông Lô quê em qua bên Việt Trì rất là gần, qua thành phố Việt Trì đi chắc là giờ cứ khoảng 15 cây, chứ đi xuống Vĩnh Yên thì thành phố Vĩnh Yên thì nó rơi khoảng 30 cây, là giảm một nửa cái thời gian đi xuống trung tâm thành phố. Anh em ở đây thì đấy, anh em đi anh em dùng đèn chiếu gần nhé, ở đèn cốt ấy. Không nên đấy, những cái xe mà đá pha lên là rất là chói. Pha thì anh em chỉ gọi là nháy pha thôi, khi mà xe đối diện họ cũng đèn pha chẳng hạn, mình nháy pha để cho họ biết, để họ chuyển xuống đèn cốt, chứ để đèn pha rất là chói mắt. Anh em thấy chói mắt không? Mấy xe đèn pha đèn cốt nhưng mà chói mắt lắm. Nhiều xe họ làm cái đèn chiếu gần nhưng mà họ kiểu chỉnh nó cao lên ấy, đèn chiếu gần của họ cũng bị chói mắt rồi, không phân biệt được là đèn chiếu gần chiếu xa nữa, tại vì họ để đèn nào thì mình cũng chói mắt. Đây đến trung tâm thị trấn Tam Sơn quê em rồi. Ở thị trấn Tam Sơn quê em thì có một cái tháp Bình Sơn, nó khá là cổ, hình như xây lâu lắm rồi, là nó cũng gọi là một di tích để mọi người biết một chút thôi. Tháp Bình Sơn nó một cái tòa tháp nó cũng khá là nhỏ, em thì cũng chưa vào bao giờ, em chỉ đứng ở ngoài em xem thôi, chưa được vào bên trong xem như nào. Thì cái tháp Bình Sơn đấy thì nó bây giờ cái ngôi trường cấp 3 em học ngày xưa thì nó cũng lấy tên là Bình Sơn luôn, lấy tên là tháp Bình Sơn, hiểu vậy, trường Bình Sơn. Ở trung tâm ở huyện Sông Lô của em thì có hai trường cấp 3 thôi, đấy là trường Trung học Phổ thông Bình Sơn và trường Trung học Phổ thông Sáng Sơn. Bình Sơn là một cái núi trung bình, còn Sáng Sơn là núi sáng. Về quê em có một cái núi ở đây tên là núi Sáng em ạ, cũng có thể gọi là Sáng Sơn được. Vừa đi qua trung tâm huyện này thì là cái chỗ em cắm sổ đỏ để vay tiền mua xe. Anh em nào mà theo dõi kênh của em mà xem cái video của em ngày từ ngày xưa thì cách đây khoảng 1 năm thì em cũng về đây và cắm sổ đỏ để vay tiền để mua cái con xe em đang chạy đây. Thì cũng được 1 năm rồi, gần được 1 năm rồi. Thì hôm nào được 1 năm thì em sẽ chia sẻ lại cho anh em là xem em còn nợ nần như thế nào, xem đã tiền ngân hàng còn bao nhiêu và mỗi lãi mỗi tháng phải còn trả là bao nhiêu. Đây là bến xe Sông Lô anh em nhé. Bến xe này nhưng mà anh em nhìn ở trong chỉ có đúng một con xe tải, à một con xe khách. Tại vì quê em nó còn chậm phát triển mà, bến xe cũng chỉ có một hai con xe, hoặc là những con xe khách em thấy gọi là buổi sáng họ đi, khi mà họ di chuyển lên thì họ sẽ vào họ xin cái dấu gì ấy. Thì họ xin cái dấu xong thì họ đi, chứ em chả thấy có xe đỗ ở đấy cả, thỉnh thoảng có con xe buýt đỗ ở đấy thôi, chả bến xe mà chả có con xe nào, khá là lạ đời. Tại sao lại như vậy? Tại vì là nghèo thì mọi thứ nó đều không phát triển, nên là cái giao thông đi lại xe cộ nó cũng ít nên là không phát triển. Chứ những cái chỗ lớn, thành phố lớn thì giao thông đi lại nhiều thì xe cộ, những cái bến xe sẽ rất là nhiều xe. Ui sốc thế. Đây anh em nhìn thấy không, phơi lúa ở giữa đường này, họ để cây gỗ à, phơi ở cái làn bên tay phải, trong cùng không phơi mà lại phơi cái làn bên tay trái. Sao quá? Bị sốc à con? À sốc quá chơi. À vừa này đi qua chỗ kia sốc quá. Bạn ấy đang ngủ mà bố đi sờ cái đoạn ghế sốc quá. Nên là bạn tỉnh. Em đây không? Em đây với mẹ. Phơi lúa ấy, phơi ở mũi à con? À, vừa nãy anh bảo là định lấy cái gói giấy mà quên mất rồi, giấy gần hết rồi. Vẫn còn, vẫn dùng được. Đây con này.
Đấy, đi cho thoải mái đi con này. Xì mũi đi. Xì đi cho thoải mái nha. Sốc quá đi bạn. Cầm con đi gái chưa? Cả tỉnh dậy mất. Đấy, đây có bán gọi là một cái chợ nhỏ bán nông sản. Không kéo kính xuống xong vứt ra ngoài nhá. Quê em có một cái đặc biệt. Đấy là không có chợ. Quê em chỉ có một cái phiên chợ duy nhất họp vào mùng 3 Tết thôi. Còn một cái xã không có chợ, em thấy rất buồn cười. Không có chợ thì giao thương nó sẽ bị rất là kém. Có lấy nước không con? Không. Thì xã cũng có quy hoạch một cái chỗ để làm chợ rồi nhưng mà chưa họp được bao giờ. Có quy hoạch chỗ làm chợ rồi nhưng mà chưa được họp chợ được bao giờ anh nhỉ. Chỗ này không có ai nên nó bật đèn pha lên. Ồ, hơi chói mắt. Đấy, như xe máy bật đèn pha nhưng mà họ đa số đi xe máy thì họ không biết đèn pha hay đèn cốt gì đó, như cái xe trước rất là chói. Nhưng mà họ không biết. Thôi mình cũng chả đá làm gì. Tại vì mình đá đèn pha hay là đá lên là xuống nhưng mà họ không có biết bật đèn pha hay đèn cốt ở đâu đâu. Nhưng mà thôi kệ. Gặp xe máy thì kệ, cứ để cho họ soi đèn chói. Ô tô thì còn biết, chứ xe máy thì gần như là không biết, hầu như là không biết. Tại vì các chị em phụ nữ đi, các anh chị em cũng chả để ý là đèn chiếu xa chiếu gần nó ở đâu đâu. Nên là thôi, mình cứ gọi là vẫn nhìn được, vẫn đi được, chả vấn đề gì cả. Như xe máy thì mình vẫn nhìn bình thường. Ô tô, ô, xe máy lại dừng ở đây. Thành ba cái xe tránh nhau ở đây mất anh em. Sắp về đến nhà rồi anh em ạ. Chỗ em không có chợ nhưng mà gọi là có cái ngã ba ấy, thì chỗ ủy ban thì họ cũng buôn bán ở đấy, thì đều đồ ăn uống hay là rau cỏ thì họ cũng bán ở đấy, gọi là một cái chợ nhỏ, chợ cọc. Đấy, cái đê này đường khá là khó tránh, đèn khá là chói. Cái đê này thì nhỏ, chắc đường này em nghĩ rộng được khoảng 6 mét không nhỉ? Chắc cỡ 6 mét không nhỉ? Ngày trước cái xe máy thì họ còn có biển như là chữ quê em là 88C1. Còn nếu như thị trấn Lập Thạch, ở Lập Thạch là D. Nhưng mà bây giờ tự nhiên biển xe máy họ lung tung hết cả lên. Em chẳng biết là biển xe máy đấy là huyện nào nữa cả. Ôi rồi, chỗ này tắc đường rồi anh em ơi. Sao xe tải? Tại sao tắc đường? Tại vì có một con xe tải rất là to mà trên này có hai cái trụ bê tông ấy, hai trụ bê tông họ ở giữa đường ấy, nên là những cái xe tải những cái xe tải này rất là khó đi, họ phải đi cực kỳ chậm, đi chậm để lách qua. Tại vì những cái xe tải to này thì gần như là nó vừa khít cái trụ đấy. Mà mình đi không chuẩn cái là bị xước xe ngay hoặc là hỏng xe ngay. Đấy, những xe tải nên là họ đi rất là chậm nên nó bị tắc một đoạn ở đây. Xe tải to quá. Lạnh không? Con giả nhỏ đi hoa đi. Đây anh em nhìn cái trụ này. Cái trụ này rất nhiều vụ tai nạn ở đây rồi. Rất nhiều người đâm ở đây anh em ạ. Anh em nhìn thấy cái trụ hai bên nó đâm nó sứt xước tùm lum hết rồi. Tại vì rất nhiều người đâm vào đây. Nhưng đa số là xe máy đâm nhiều anh em ạ. Xe máy bị đâm nhiều. Nhất là các thanh niên buổi tối đi phóng cửa mầm và chạm vào đây, khó tránh khỏi. Cái đấy mà những cái xe to hay xe cứu hỏa gì mà họ không vào nữa thì cũng rất buồn cười. Quê em rất buồn cười, đường đã nhỏ rồi tự nhiên làm cái trụ đấy. Xe đi lại, anh em nào nhất là anh em nào mà mới tay lái mới mà đi qua cái trụ đấy thì nói chung là còn căn ke chát. Như em thì em lái cũng gọi là lâu lâu rồi thì bây giờ thì căn được đường rồi nên là đi những đoạn đấy thì khá là nhanh thôi. Như những tay lái mới thì đến đoạn đấy là phải dừng chậm chậm, chậm lại, căn được đường sang.
anh sinh nhật. Xe trước là xe VinFast đấy nhỉ bạn. VinFast Lux. À. Bây giờ xe khá là đáng tiếc, xe đã dừng sản xuất rồi. VinFast. Xe nào cũng có chữ V đằng sau. Viết tắt từ Vin. Đấy, các thanh niên đấy. Thanh niên là trai làng đấy. Sớm nay đã ra hóng gió rồi, có 6 giờ hay là bắt xe đâu. Em cứ phải đi theo men theo con đê thôi. Đường ở đây nó là đường nhựa rồi, nhưng mà nhiều đoạn nó khá là xấu, nó bị kiểu khi xe to đi nhiều họ lún mất đường ấy. Nên là nó khá là xấu. Ôi, xe này rẽ rồi, may quá. Em đi thẳng theo đê, xe kia rẽ xuống. Trời tối om rồi anh em ạ. Lúc đi về bắt đầu trời vẫn còn sáng. Bây giờ trời tối om rồi. Đây em bật đèn pha lên một chút cho nó nhìn cho nó rộng ra, không khó nhìn quá. Không. Ở quê này đường tối om, điện chẳng có nữa anh em ạ. Quê mà. Luôn. Nhiều đoạn còn không có nhà dân, không có cây cối. À không có nhà dân thì đi hoang vu luôn đi. Đây như đoạn này thì có nhà dân đâu. Hai bên đường toàn là rừng cây cối rậm rạp. Đi xe máy phát sợ luôn anh em. Anh em nào đi quen rồi thì không sao, nhưng mà kiểu mới đến hơi khá là ghê. Giờ. Thế là đúng 1 tiếng 15 phút anh em ạ. Không bị tắc đường. Dừng lại đổ xăng này mất cỡ khoảng 10 phút. Nếu mà không dừng lại đổ xăng thì khả năng là khoảng 1 tiếng là về nơi thôi. Tức là hôm nay đường nó cũng không được thoáng lắm, đi cũng không được gọi là tốc độ không được tối đa lắm. Tốc độ bị nhiều đoạn bị giảm. Tốc độ nó khá thấp. Đây cái đoạn này bắt đầu nhiều nhà dân thì là đến chuẩn bị về nhà em rồi anh em ạ. Gọi là thấy có một chút văn minh ở đây rồi. Không bị gọi là tộc quá. Ánh sáng le lói. Ô và xe này dừng ở đây luôn, dừng ở chỗ. Đã dùng đường đường gì đấy. Khá là đông đúc. Chỗ này là chỗ VIP nhất, gần như là VIP nhất ở xã em rồi. Nghèo mà, chỗ này cũng là VIP nhất rồi. Nó cũng chắc là chỉ bằng cái chỗ vớ vẩn ở chỗ quê các bác thôi. Nhưng mà chỗ em thì nó lại là gần như chỗ này là VIP nhất rồi. Kinh doanh sầm uất nhất ở đấy rồi. Đây, em cũng gần về nhà rồi đây. Ok, đấy là vừa rồi thì em chia sẻ toàn bộ cái hành trình mà em đi từ cái chỗ làm việc của em về đến nhà của em ở quê nhé. Thì các bác quê em thì đi về hết cỡ 1 tiếng. Thì các bác quê các bác thì về cỡ hết bao tiếng thì các bác có thể bình luận bên dưới nhé. Hoặc là đi đường các bác quê về quê các bác có đường cao tốc hay không, các bác có thể bình luận bên dưới nhé. Thì cái video này em xin tạm dừng ở đây nhé. Giờ thì em sẽ về và gặp ông bà và ăn cơm cháo thôi. Về đến nhà rồi anh em ạ. Đây, con nhà quen thuộc của em đây rồi. Em sẽ đỗ xe ở ngoài thôi. Ok. Ok, chào tạm biệt anh em nhá.